Chào anh em nhá, chào mừng anh em đến với lại shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Tân Yên Bắc Giang nhá. Hôm nay giới thiệu với anh em một cái mẫu quần áo ngụy trang, em quay cả người. Mẫu mới nhá, mẫu quần áo ngụy trang thực tế như là tôi đang mặc đây nhá. Như tôi đây thì là cao 1m63 này, nặng được 53 kg, thì đang mặc cái bộ gọi là bộ size M, còn là size nhỏ nhất nhá. Đấy, size M nhé các bác nghe, size M là size nhỏ nhất đấy. Thì là vừa tầm như này. Còn anh em nào mà nhỏ con hơn, dưới 50 cân hoặc là thấp hơn một chút thì mặc nó sẽ rộng rãi hơn. Thế còn các bác nào mà to con hơn thì các bác sẽ lựa chọn những cái size số phù hợp hơn với mình. Đó là cái size N này. Size N dành cho người từ 50 cân tới 65 cân này. Size XL dành từ 65 cân tới 75 cân này. 65 đến 75 kg này. Và các bác nào mà thuộc dạng ngoại cỡ thì các bác sẽ chọn cái size gọi là XXL, dành cho người từ 75 cân tới 85-90 kg nhá các bác nhá. Đây là bộ ngoại cỡ nhất. Thì đây là cái bộ này là bộ nhỏ nhất, tôi cũng thuộc diện là dạng nhỏ con nhất nhá. Thì đây nguyên là một bộ quần áo ngụy trang nhá, quần áo ngụy trang kèm theo cả mũ đúng màu luôn. Thế còn đôi giày này là đôi giày đi rừng, đôi giày đi rừng rèn đi đốm, mà cái mẫu hàng mới tôi có giới thiệu ở những clip trước rồi nhé. Thế đây, mời các bác xem chi tiết bộ quần áo là như thế nào để các bác đưa ra quyết định mua hàng nhé. Các bác mua hàng thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại ở bên cạnh tiêu đề nhé, hoặc là số điện thoại tôi để dưới màn hình. Bộ quần áo này cấu hình của nó đó là túi hộp hai bên đùi gối nhé các bác nhé. Túi hộp hai bên đùi gối này. Túi này khá là rộng đấy. Thế còn về màu thì các bác xem thực tế này, nên video là cũng đúng màu này luôn đấy các bác nhé. Túi hộp hai bên đùi gối này, hai túi bên mông, hai túi hậu này. Đấy, có hai túi hậu luôn. Túi bên sườn là túi may theo kiểu quần tây, là túi chéo nhá, túi chéo các bác nhá, túi chéo này, hai bên là túi chéo nhá. Và đối với cái quần này là cái quần cạp chun. Đây các bác thấy này, nó là quần cạp chun nhá, cạp chun này các bác thấy đây, cạp chun này có dây con đỉa để các bác cần thiết thì thắt dây liền lưng vào đây nhá. Cái cạp chun này phù hợp cho các bác nào bụng to hơn một nữa cũng vừa, tôi thường nhận bụng bé rồi. Còn các bác nào bụng bé mà nó lỏng ấy thì lại lấy dây nịt thắt nó lại nhá. Đấy, cặp chun này các bác nhá. Thế đây là vài cái quần, các bác cứ xem kỹ video tôi giới thiệu kỹ cho các bác xem. Thì cái này là tôi gọi bộ quần áo này là bộ quần áo rèn di đốm nhá, rèn di đốm, tại vì bên shop tôi là có bán rất nhiều cái đồ ngụy trang, bộ này tôi gọi là rèn di đốm. Thì các bác muốn mua bộ này thì các bác vui lòng nói là tôi muốn mua hàng một bộ quần áo rèn di đốm nhá. Còn bây giờ tôi giới thiệu cho các bác về cái áo nhé. Ở trên người tôi luôn, tôi đang mặc luôn đây, vừa làm người mẫu vừa làm giới thiệu cho các bác xem. Áo này nó sẽ có hai túi ngực đây, hai túi ngực có miếng dán, để bảo vệ chống rớt đồ nhé. Hai túi bên sườn rút này là có cả khóa kéo luôn, khóa kéo chống rơi đồ. Các bác để tiền hay để đồ, để điện thoại vào đây, các bác cẩn thận các bác kéo khóa lại. Đây các bác nhìn khóa này, khóa lại rất là chắc chắn đấy. Cái hàng này là hàng ở xưởng gia công, xưởng tư nhân may, rất là kỹ, qua kiểm định rất là nhiều nhá, không phải là hàng xuất khẩu đâu, nhưng mà hàng chất lượng rất là tốt các bác nhá, hàng rất là tốt. Đây, túi này. Còn về ống tay, và ống tay rất là thoải mái các bác nhá. Ống tay làm theo kiểu miếng dán, và bác nào mà thích không thích nóng đôi thì có thể là mình sắn lên, nhá. Thế còn không thì thả xuông xuống để chống muỗi, thì các bác sẽ dán lại như này. Cái miếng dán khá là dài đấy, cho các bác lựa chọn để rộng hay là hẹp là tùy các bác, dán vào đây rất là ok luôn nhá. Ống tay miếng là miếng dán nhá các bác nhá, ống tay dạng miếng dán này. Thế đến bây giờ áo này, túi này, ống tay này, và hình thức của cái áo này nhá các bác nhá. Hình thức của áo này là kiểu kéo khóa, khóa này là rất là chắc chắn đấy nhá, chắc chắn và trơn. Đây các bác nhìn này, đây là mặt trong này, quay gần này. Đấy, đây là mặt trong nhá, chất liệu vải là chất liệu vải kaki, rất là dày, mát,
Cái này vải này mặc là cực kỳ là mát rồi nhá. Đấy, áo này kéo khóa này, mà cái áo này sẽ kèm theo cho các bác cái mũ, cái mũ ở phía sau này, cái mũ phía sau này đấy, để chụp lên tăng thêm cái độ ngụy trang cho tốt. Cái mũ này là có dây kéo xít lại này, đấy, tôi xít lại nhá. Rồi đấy, nha các bác nha. Rồi thế còn đây là cái mũ lưỡi chai. Mũ lưỡi chai này là bán lẻ các bác nhá, bán lẻ màu giống như quần áo. Thế còn các bác mua bộ quần áo này là không có mũ này đi theo đâu, giải thích kỹ cho các bác nhá, không có mũ đi theo. Các bác có nhu cầu nào muốn lấy mũ thì là bảo thêm mũ nhá, tính thêm tiền mũ. Đây cái mũ này à, cái phía sau của nó may theo kiểu miếng dán là phù hợp cho các bác điều chỉnh cái cự ni đầu, ai đầu to ai đầu nhỏ thì dán lại điều chỉnh rất là dễ, rất là phù hợp nhá. Màu cùng màu với bộ quần áo, gọi là rèn di đốm nhá, rèn di đốm các bác nhá. Đây là cái mũ này. Còn để tôi nói thêm vào cái mũ ở trên áo nữa nhá. Đây, mũ ở trên áo mũ ở trên áo ấy thì sẽ là mũ thiết kế theo kiểu cơ động, có nghĩa là các bác nào mà không cần không thích thì có thể tháo ra được. Đây, đây các bác nhìn này, có đường khóa này, kéo này. Đấy, kéo khóa và sẽ tháo cái mũ này rời ra được. Đây nhá, đây cái mũ này tháo rời ra được. Đây, trường hợp các bác muốn dùng mũ riêng như này nhá, các bác muốn dùng mũ riêng hoặc là các bác không cần dùng mũ thì các bác có thể tháo ra. Đây nhá, thế đây là chi tiết và kết cấu của cái bộ quần áo ngụy trang rèn di đốm. Bác nào mua bộ quần áo này thì các bác vui lòng bảo với shop là mua bộ quần áo rèn di đốm nhá. Em quay gần đây cho các bác xem về cái chất liệu. Đây là mặt trong này, đây là mặt trong nhá, đây là mặt ngoài. Cái này thì là cũng không sổ lông đâu, hàng chất liệu vải cũng đẹp đấy, nó đẹp đấy, nhưng mà hàng này hàng không phải hàng đắt lắm đâu, hàng rẻ thôi các bác ạ, có mấy trăm nghìn một bộ thôi, chứ không phải là hàng xịn thật mà triệu mấy đâu nhá các bác nhá. Nói chung là hàng này là các bác nhìn thấy màu thực tế là như vậy, và kết cấu may rất là hay, rất là thuận tiện cho anh em chơi nhá. Đây có mấy cái thông số, các bác ở cự ni cái thông số nào, ở cái cân nặng như nào thì thông báo với shop để shop lấy cho các bác cái bộ phù hợp nhá. Hàng thì ship COD đi toàn quốc. Mọi thông tin các bác vui lòng liên hệ với số điện thoại tôi gắn bên tiêu đề hoặc là số điện thoại bên dưới màn hình nhá. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi, hẹn gặp lại các bác trong những clip giới thiệu sản phẩm mới sau nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.